Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đối với môn phái đánh choáng thì nó có cách build hơi khác một tí anh em ạ. Đầu tiên là ở trong cái phần linh thú anh em ơi. Linh thú thì ở giai đoạn đầu khi mà từ 7 đến 10 ngày thì anh em cứ all in với em ong già để build max em ong già anh em nhé. Tuy nhiên từ ngày thứ 15 trở đi thì chúng ta bắt buộc là phải tích lũy tài nguyên để có thể là sớm sở hữu được em chu tước anh em nhé. Môn phái choáng nó sẽ cực kỳ mạnh nếu như có sự xuất hiện của em chu tước, bởi vì là hai hiệp dùng kỹ năng một lần, gây sát thương 120% công, nếu như nâng lên level 80 thì cái sức sát thương nó gây ra nó sẽ đâu đó khoảng 194% anh em nhé. Sức sát thương gây ra như thế là cũng to rồi, nhưng mà cái quả hiệu ứng thì nó còn ngon hơn. Nếu địch đã bị choáng thì gây ra 180% sát thương và choáng kéo dài thêm hai hiệp, thế tức là ở level 80 thì nó sẽ gây ra được hơn 200% sát thương anh em nhé. Thế cho nên kiểu gì thì kiểu bắt buộc anh em phải chơi em chu tước nếu như mà đã xác định là môn phái choáng. Và môn phái choáng thì nó lại có khả năng khắc chế rất tốt vào môn phái né anh em nhé. Tất nhiên là anh em phải đầu tư vào cái vật cưỡi kháng né thật là nhiều, thì lúc đấy chúng ta mới có thể là khắc chế được môn phái này nó dễ dàng hơn. Về sau thì chúng ta cũng sẽ có nhiều cách hơn để build vào kháng anh em nhé. Thì lúc nào đến phần đó mình sẽ chia sẻ cho anh em sau. Nhưng mà ở những giai đoạn đầu tiên thì anh em cứ đầu tư vật cưỡi là hợp lý. Anh em chỉ cần nắm bắt được combo đó chính là chu tước, vật cưỡi kháng né và choáng 100% all in tất cả vào choáng, chứ còn không chơi dòng phụ gì ngoài choáng anh em nhé. Với combo đấy thì chúng ta đã có thể khắc chế được vào môn phái né rồi anh em nhé. Còn đối với tinh quái thì sao? Tinh quái thì không thể nào mà thiếu được em lôi công rồi anh em ơi. Em lôi công ở giai đoạn đầu sẽ kết hợp rất tốt cùng với em ong già để có thể là gây thêm một lần sát thương là 20% công. Cái này thì nó cũng hơi ít thôi, nhưng mà nó sẽ cộng dồn được 5% choáng, tức là tối đa 5 lần là chúng ta sẽ có 25% choáng nữa. Nhưng mà về sau khi mà mình có được em chu tước cực kỳ là mạnh mẽ rồi cho vào đội hình chính thì mình lại thấy em lôi công này nó không còn phù hợp nữa khi mà kết hợp cùng với em chu tước anh em nhá. Do là hai hiệp thì chu tước nó mới đánh một lần, nhưng mà để tích lũy được cái nội tại ở đây thì nó sẽ mất thời gian tốn gấp đôi so với em ong già. Thế là thành ra anh em có thể cân nhắc sử dụng em nữ đế này cũng ngon, khi làm choáng địch thì gây thêm một lần sát thương bằng 36% công anh em nhá. Đấy là slot của lôi công và nữ đế thì anh em hoàn toàn có thể là thay thế cho nhau. Slot tiếp theo thì anh em hoàn toàn có thể cân nhắc giữa em sơn dã tinh, mình thấy em này là ngon lành này, phù hợp với mọi thể loại đội hình luôn. Hoặc là em tiểu long nữ, nếu như mà anh em có gọi là nhân phẩm cao, ra nhiều em tiểu long nữ lên thì cái quả giảm sát thương của em nó cũng rất là khó chịu luôn. Và slot thứ ba thì anh em hoàn toàn là có thể để một là em phù tang này, hai là em hoàng đế nếu như anh em thích chơi thì kiểu full công. Đó, có hoàng đế cũng ngon nha. Có thể kích hoạt choáng ở ngay từ hiệp đầu, phê phết. Nhưng mà nhìn chung thì mình thấy cái phần tinh quái của môn phái choáng nó không quá quan trọng. Kiểu như là môn phái né bắt buộc là phải sở hữu liễu đạo chân thì lúc đấy mới chơi được né. Còn nếu như không có liễu đạo chân thì coi như là phế luôn môn phái né nha. Thì ở bên môn phái choáng thì nó không như vậy. Tinh quái anh em hoàn toàn có thể lựa chọn sao cho nó linh hoạt, phù hợp với cả đội hình của mình ở thời điểm hiện tại. Mình thấy quan trọng nhất của môn phái choáng nó chính là linh thú cũng như là thần thông. Ôi trời ơi, thần thông thì một trong những cái thần thông cực kỳ quan trọng ở cái tầng thứ nhất này, đó chính là cái tu la thân. Đây, mình sẽ vào trong phần đồ giám để cho anh em xem nha, bởi vì mình chưa sở hữu được cái tu la thân đó. Tu la thân đâu ta? Tu la thân. Ở đâu đó dưới này anh em này, đây này. Bởi vì bắt buộc là môn phải choáng này là chúng ta cần phải có cái khả năng nhạy bén cao, vào trận là phải được đánh trước người ta á, thì lúc đấy choáng kẻ địch nó mới đỡ bị xảy ra trường hợp ví dụ như vào gặp môn phái liên bạo chẳng hạn. Nó mà dã cho một quả gọi là liên kích bạo kích, đôi khi là choáng là đi luôn, do là nó sẽ không có được cái khả năng né cộng với cả hồi máu như kiểu là môn phái né. Thế thành ra là nó sẽ bị thất thế. Thế cho nên là bắt buộc chúng ta phải có cái khả năng nhạy bén cao để vào trận phát là trộm nhạy bén nữa thì nó sẽ rất là tuyệt vời, được đánh trước là tỷ lệ gây choáng của mình rất ổn luôn. Cái tu la thân đấy mà kết hợp với cả em hoàng đế này nữa thì rất là tuyệt vời, bởi vì là hoàng đế vào phát là phệt cho kẻ địch một quả sát thương mà 130% công. Và bên cạnh đó nó có thể kích hoạt choáng nữa. Thì nhớ anh em bảo là cái này nó hơi hên xui, nhưng mà cái tỷ lệ gây choáng nó cũng khá là cao anh em nhé. Theo như mình đánh môn phái choáng kết hợp với cả hoàng đế thì mình nhận thấy là cái tỷ lệ nó cũng không đến nỗi nào. Đó, và khi choáng rồi mà lại được đánh trước nữa, nhạy bén cao, trộm nhạy bén của cái thần thông tu la thân đấy và kết hợp thêm với cả em pet chu tước nữa thì nó lại rất là tuyệt vời luôn. Kẻ địch nó sẽ bị choáng rất là lâu anh em nhé. Ngoài ra nó còn trộm cả công của kẻ địch nữa, thì thực sự với anh em luôn là môn phái choáng nó quá cần cái tu la thân này đi. Nhưng mà trong trường hợp ở giai đoạn đầu mình chưa có những cái thần thông cam thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi kim cang bất hoại. Cái này thì ngon lành rồi, kim cang bất hoại thì cũng phù hợp với mọi thể loại đội hình luôn. Thế cho nên là chúng ta lại còn có thể kết hợp được với cả cái phân thân này nữa, ví dụ như là chơi né này, chơi liên bạo hay chơi choáng
đều có thể sử dụng để cái kim cang bất hoại đấy, thì nó cũng sẽ tiết kiệm tài nguyên, dễ build hơn. Ở tầng thứ hai thì anh em vẫn ưu tiên vào cái giải thi pháp cho mình nhá, bởi vì cái này có cái khả năng hồi sinh mà không bị counter bởi những cái hiệu ứng đóng băng. Ví dụ như anh em mà chơi cái phù tang đi, con tinh quái phù tang á, con này có khả năng hồi sinh khi nếu như ăn đóng băng đến từ cái thần thông băng phong ngàn dặm. Cái này này anh em này thì vẫn bị gọi là khắc chế như thường, mất đi cái khả năng hồi sinh, nhưng riêng với cái thần thông là cái hiệu quả mạnh nhất, không bị khắc chế bởi những cái hiệu ứng đóng băng hay là choáng trùng chứ gì cả, thì kể cả là bị tử ẹo đi thì chúng ta vẫn được hồi sinh lại bình thường. Thì cái này vẫn là ưu tiên hàng đầu cho mọi thể loại môn phái luôn. Khi mà đi PK thì chúng ta sẽ rất cần cái khả năng hồi sinh này, đặc biệt là gặp em ứng long nữa. Nhiều em ứng long sát thương cao nó dã cho một quả thôi coi như là đi nằm sàn luôn, thì phải có cái giải thi pháp này để khắc chế lại nha. Nhưng trong trường hợp cái giải thi pháp này mà anh em không có, vì cái tỷ lệ xuất hiện được cái giải thi pháp này cũng cực kỳ là thấp luôn, thì anh em hoàn toàn có thể build giống như mình ở thời điểm hiện tại là chơi em Hàn Tức, bởi vì cái này có thêm cái khả năng đóng băng nữa, rất là khó chịu. Rồi thì kết hợp với cả choáng đóng băng, rồi lại còn kết hợp với cả cái băng phong ngàn dặm nữa, thì thề với anh em luôn là kẻ địch nó cực kỳ là ức chế luôn. Kết hợp thêm với cả thực hồn chú, cái thực hồn chú này thì cũng phù hợp với mọi thể loại đội hình. Đấy, nó sẽ giảm đi kẻ địch 880 yêu khí, là kẻ địch nó không thể nào mà dùng được cái đạo pháp này này. Đấy, cái thần thông đạo pháp tức là gây ra sát thương đấy. Ví dụ như là cái băng phong ngàn dặm này nữa. Thế là mình combo Hàn Tức này, băng phong ngàn dặm này, gây choáng thì kẻ địch ối rồi luôn. Nhưng mà thực ra thì cái Hàn Tức này với cả cái băng phong ngàn dặm này lại rất dễ bị khắc chế. Chỉ cần một cái thần thông màu tím là chúng ta đã khắc chế được cái khả năng đóng băng ấy rồi. Đó chính là cái hoàng khí. Đây, hoàng khí là cái này này anh em này. Miễn dịch luôn hiệu quả đóng băng trong vòng 4 hiệp thì cày lắm anh em ơi. Thì bắt buộc là mình phải đổi sang kiểu khác anh em nhá. Thì mình sẽ chơi theo kiểu là choáng kết hợp với cả thiêu đốt. Thì anh em sẽ thay vì cái băng phong ngàn dặm ở đây, anh em sẽ lấy cái ly hỏa trận này cho mình nha. Là kẻ địch vừa bị choáng lại còn dính thiêu đốt dần dần nữa thì chắc chắn là sức sát thương của anh em gây ra nó sẽ siêu to khổng lồ luôn. Nhưng một khi đã chuyển sang thiêu đốt, tức là chơi all in vào choáng cũng như kết hợp với cả sát thương á, thì ở dưới này anh em đừng chơi thực hồn chú nữa, mà anh em sẽ chuyển sang chơi cái chấn tâm chú này cho mình nha. Đây này, cái này thì nó sẽ có kết hợp với cả 51% xác suất làm choáng địch trong vòng 2 hiệp nữa. Thì bởi vì là băng phong với cả Hàn Tức của mình không có rồi ấy, thì chắc chắn là mình sẽ cần phải kết hợp thêm với cả cái chấn tâm chú này để thêm cái hiệu quả khống chế, gây choáng kẻ địch liên tiếp luôn. Lúc đầu mình bảo anh em chơi cái thực hồn chú này là để nó có cái khả năng đa dụng, kết hợp được với cả choáng né rồi liên bạo ok tất. Nhưng mà trong trường hợp anh em có cái chấn tâm chú này phẩm cao hơn thì hoàn toàn có thể cân nhắc chơi cái chấn tâm chú này luôn. Và ở dưới này nếu như anh em mà chưa có giải thi pháp thì chơi cái gì? Chúng ta sẽ chơi một cái thần thông tím mang tên là đây, cái hỏa độc này cho mình nha. Khi gây sát thương có 35% xác suất thiêu đốt mục tiêu, lại tiếp tục có khả năng thiêu đốt này, gây thêm 28% sát thương mỗi hiệp, duy trì trong vòng 3 hiệp. Đấy, sát thương thiêu đốt thì bỏ qua, tăng sát thương cuối và giảm sát thương cuối luôn anh em nha. Đấy, cái hỏa độc này kết hợp thêm với cả cái ly hỏa trận trên này nữa thì tự nhiên chúng ta lại có thêm một lượng sát thương khá là dồi dào trong lúc kẻ địch đang bị choáng. Còn đối với phần huyết mạch thiên tiên thì chúng ta chắc chắn là phải build all in vào trong con chu tước rồi anh em ơi. Chính là con này, bởi vì là chúng ta có khả năng là tăng 12% xác suất choáng mỗi hiệp luôn. Đấy thì anh em có thể tham khảo cái cách build một vài choáng của mình nhá. Để chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh, cũng như là nếu như anh em có câu hỏi gì nhớ để lại bên dưới, mình sẽ làm video để giải đáp cho anh em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.